tahun di sini. Hanya ada tuan kalau hanya berdiri enam tahun. Hanya apa? Hanya aku di. Hanya kau di mana? Di sini saja. Hanya tahun lama ini, tahun ini. Thank you.
là chị. Ừ. Có thuê người không? Có. Đây nha, đi ở đây nha. Ở đây nhá, để mẹ đi gặp nhá. Mẹ đi hồ bác gặp nhá. Ở đây chờ mẹ để mẹ đi gặp kìa. Mẹ đi thuê gặp nhá. Sao lại không? Chê mẹ đi nhá. Nhá, được. Đây chờ mẹ nhé, mẹ đi gặt nhé, mẹ đi thuê gặt nhé, nhé. Thằng mẹ lại mai này mẹ còn lại lấy tiền về mua bim cho em nhé, nhé, nhé. Ở đây chờ mẹ nhé, mẹ ở đây thôi nhé, nha, nha. Vâng. Đấy, chờ mẹ nha, mẹ gặt nha.
đi nha. Đi làm về chưa rồi nhưng mà vấy thấy nhà cửa bếp vắng tanh thế này. Đạc mình để ngăn nắp sao mà rớt luôn tung ra thế này nhỉ? Có gì mà lạ thế nhỉ? Sục sạo hết rồi nhỉ? Nhà cũng có trẻ con mà sao cái này lại lục ra hết nhỉ? Lúc mình đi thì mình ngăn nắp ở chỗ ngủ nhưng mà sao mà rớt luôn tung thế này? Nhà cũng có trẻ con mà sao mà thế này nhỉ? Để bụi hết nhà. Thank you.
thu gạo sao lại hết nhỉ? Còn mỗi lưng bát này làm sao mà đủ bữa cơm trưa nhỉ? Đi đâu hết nhỉ? Ai lấy nhỉ? Hôm qua mình đi sát về còn bằng này, nhưng bây giờ sao lại hết nhỉ? Đi đâu nhỉ? Còn nửa lưng bát gạo này làm sao mà nấu được cơm trưa ăn nhỉ? Sao nhỉ? Không đủ bữa trưa rồi. Còn mỗi ít gạo hơn lưng bát thế này. Thế nào nhỉ? Hay là không có trộn nhỉ? Hôm nay mình đi làm về, mình đã thấy cái chỗ ngủ mình chăn màn mình đã tung tóe hết rồi. Vứt sụp sàn hết. Hay là chắc có người nhỉ? Hay là chắc có người về để lục đồ cướp trộm cái gì của mình. Đi xem tiền đã. Tiền đi mua thức ăn, tiền mình để bây giờ mình phải lấy tiền đi mua về tôm về ăn tạm thôi. Bây giờ cũng trưa rồi, đi sát cũng mệt quá rồi. Xem tiền á. Ô, tiền mình hôm qua mình để ở đây không thấy nhỉ? Chết rồi, tiền của mình ai lấy rồi? Khổ quá, gạo cũng trộm hết, tiền cũng trộm hết, bây giờ chả biết làm thế nào đây. Khổ quá. Hay là cái thằng con trai mình này. Nhưng mà thằng con trai mình hiền thế này làm sao mà nó trộm gạo trộm tiền của mẹ nhỉ? Tại sao nó hiền thế này sao mà nó lục của mẹ nhỉ? Chắc có phải không? Đi xem cái đồ đạc của nó xem nào. Xem quần áo của nó ở đây vẫn còn hay không? À, mấy bộ quần áo nó treo đây nó dọn hết rồi. Chắc là nó vẫn đi với hai mẹ con kia rồi. Khổ quá. Bảo cũng không nào cũng múc đi hết, chắc đi cho hai mẹ con kia rồi. Cả tiền mình đều trong dưới ngầm chiếu mình ngủ, nó cũng sụp lấy gì hết rồi. Được rồi, ít tao phải đi cho một trận hai mẹ con kia mới được. Tức lắm rồi thì hai mẹ con kia gạo cũng lấy đi hết, tiền cũng xúc của mẹ lấy đi hết cho hơn hai mẹ con kia. Rồi ít tao phải đi quấy cho một đợt mới được. Quan gì? Quan. Chú cầm vào nhé. Nhé. Ờ, đừng cầm vào. Chút. À. Chút. Nè. Mẹ nè. Chào hai mẹ con nhé. Anh có ít quà với con gạo. Anh này lấy đồ xuống đấy á. Ừ. Gạo bây giờ mình chín. Nói anh này lấy đồ xuống để ở á. Không. Anh đem xuống cho hai mẹ con thôi. Anh chuẩn bị đi làm xa rồi. Anh đi đâu ấy? Anh đi làm công ty. Hai mẹ con ở nhà nhá, giữ gìn sức khỏe nhá. Anh đi làm xa vậy lâu mới về đấy, mấy tháng anh mới về đấy. Anh này đến cái đồ này xuống, mẹ anh biết này xuống để của em ấy. Không sao đâu.
anh khỏi nhà rồi. Hai mẹ con ở nhà ngoan nhá. Anh đi làm. Hai mẹ con em nhiều đồ thế. Anh có cái tiền nữa cho hai mẹ con. Để mua thức ăn nhá, mua sữa. Đây. Không, em không lấy đâu. Mua quà cho con nhá. Em không lấy đâu, anh lấy đi để đi lấy đi dàn đi, đi đường đi làm đi. Không, không, anh có rồi, anh có rồi nhá. Mua sữa cho con nhá. Em đi làm được mà, hai mẹ con em đi mua sữa cho con. Thôi anh này anh cầm đi. Anh cầm đi đường đi. Con ở nhà ngoan nhá. Nếu mà từ giờ mẹ anh xuống quấy rối thì em đi báo công an nhá. Anh khỏi nhà bảo vệ được hai mẹ con em. Anh đi đâu đấy, anh mới về đấy. Anh đi giữ gìn sức khỏe nhá. Hai mẹ con ở nhà ngoan nhá. Anh đi đi. Anh đi nơi bây giờ à? Nghỉ ngơi tí đi anh. Bài nhá. Bài cỏ nhá. Bye bye. Bye. Nhà ngoan nhá. Bye. Vâng. Vâng đi, con vâng đi. Con vâng đi nhanh. Con vâng đi. Vâng. Bye bye nhá. Cất đi, con mày cất đi. Cất đi nhá.